Mời quý vị và các bạn theo dõi mục ý kiến cử tri của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh lựa chọn chủ đề thảo luận nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. Những năm gần đây, chất lượng công tác thẩm tra của các ban của Hội đồng Nhân dân đã được nâng lên đáng kể. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thẩm tra vẫn còn một số khó khăn tồn tại. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cao, hiệu quả công tác thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân đối với các báo cáo tờ trình đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. Đối với những dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật có nội dung tác động đến nhiều đối tượng thụ hưởng hoặc liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực mà hồ sơ của Ủy ban dân tỉnh gửi còn chưa đầy đủ thông tin, các ban của Hội đồng dân tỉnh chủ động báo cáo và tham mưu với Thường trực Hội đồng dân để tổ chức tham vấn ý kiến của các chuyên gia, của người dân và các đối tượng chịu tác động để nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, khách quan và minh bạch. Tùy từng nội dung, các ban lựa chọn tổ chức khảo sát lấy ý kiến để thu thập các thông tin làm căn cứ để báo cáo thẩm tra có hiệu quả. Nội dung báo cáo thẩm tra cần ngắn gọn, song cần cung cấp đầy đủ thông tin, thể hiện rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, sự phù hợp, tính khả thi với điều kiện thực tế của địa phương, tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật, đồng thời gợi mở những vấn đề cần thảo luận, những vấn đề cần làm rõ và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đại biểu xem xét thảo luận trước khi quyết nghị. Báo cáo thẩm tra phải gợi mở những vấn đề Hội đồng Nhân dân cần thảo luận, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để cung cấp thông tin cho đại biểu xem xét thảo luận và đề xuất giải pháp làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân quyết nghị. Mặt khác, các báo cáo thẩm tra cần nêu rõ ý kiến đánh giá của ban về những vấn đề được ban nhất trí, không nhất trí, không khả thi, trái quy định của pháp luật hoặc còn có ý kiến khác nhau và những kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh, các ban Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, tăng cường giám sát để nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra. Khi thẩm tra cụ thể từng nội dung, trong trường hợp cần thiết, có thể tiến hành tham vấn ý kiến các chuyên gia và những người có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực đang tiến hành thẩm tra. Kết luận việc thẩm tra thì đề nghị các đồng chí phải cụ thể rõ ràng về những vấn đề trọng tâm, có đề xuất phương hướng biện pháp giải quyết để nghị quyết của chúng ta ban hành đạt chất lượng và thực thi đi vào cuộc sống. Thế đối với các đề án dự thảo nghị quyết nội dung chuẩn bị chưa đảm bảo thì tôi cũng khuyến khích các đồng chí là ngay trong bản thẩm tra các đồng chí phải đánh giá được, đưa ra đề xuất, một là đồng ý, hai là không đồng ý, hai những vấn đề cần phải trao đổi. Chứ đừng chung chung, phải không chị? Nếu trả lời chung chung các đồng chí không phải là cơ quan thẩm tra đâu. Các đồng chí phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, dự án này có được hay không được. Một chương trình để ban hành ra có đúng quy định pháp luật hay không pháp luật, các đồng chí phải khẳng định. Từ những thông tin như thế thì chúng ta mới chuyển xuống đại biểu. Người ta đọc, đây những vấn đề này còn cần phải xin ý kiến. Đấy, cần phải lấy ý kiến đại biểu hoặc các cơ quan chuyên gia khác. Thì ngay như cơ quan thường trực chúng tôi có thể dừng lại và lấy ý kiến các cơ quan chuyên gia. Cử tri huyện Yên Mỹ bức xúc về tình trạng hiện nay ở một số địa phương có nhiều cột điện nằm ở giữa đường, dây mạng, dây điện thoại treo chằng chịt tại các cột điện gây mất an toàn giao thông và mỹ quan khu dân cư. Đây là cột điện ở thôn Nhân Lý, xã Thanh Long. Trước đây, cột điện này nằm ở ven đường, nhưng từ khi con đường được cải tạo, nâng cấp, mở rộng thì nó lại nằm ra lòng đường. Không chỉ gây mất mỹ quan mà cột điện đã ảnh hưởng đi lại của nhân dân, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Năm 2022 là có một người công dân đã đi sau khi va vào cột điện xong lăn ra chỗ này, xong thì là tai biến não chết. Trên địa bàn xã Thanh Long đến nay có gần 60 cột điện giữ đường ở tất cả 6 thôn. Nguyên nhân là do trong quá trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, người dân hiến đất đóng góp kinh phí để làm đường. Vì vậy, nguồn kinh phí di chuyển đối diện hiện trạng hạn chế dẫn đến tình trạng đường làm xong nhưng không đồng bộ với hệ thống lưới điện, gây mất mỹ quan và an toàn giao thông.
một số xóm đang mở rộng đường, nó còn một số các cái vị trí cũng ảnh hưởng đến cho người và tham gia giao thông, thì cũng đề nghị là các cấp cũng chỉ đạo cái ngành điện làm sao để hỗ trợ nhân dân một cách là sớm nhất để cho nhân dân để di dời các cái cột điện vào các cái vị trí để cho người tham gia giao thông nó rất là đi lại là thuận tiện. Đối với một số địa phương trong cái quá trình thực hiện dự án mà chưa đưa cái hạng mục di chuyển đường điện này vào trong dự án thì đề nghị các địa phương xem xét để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện các cái thủ tục và để di dời cái đường điện này ra để đảm bảo an toàn. Vì đối với cái đường điện này thì trước sau cũng phải di chuyển, thì để cho bà con đi lại được an toàn. Và về phía ngành điện thì sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện các cái tác nghiệp liên quan đến lĩnh vực về điện lực như là ngừng cấp điện và giám sát thí nghiệm nghiệm thu và các cái thủ tục cần thiết để hoàn thiện di rời cái đường điện này. Còn tại xã Danh Phạm, từ nhiều năm nay tình trạng các viễn thông, dây thuê bao treo chằng chịt, không đảm bảo độ cao, gây mất an toàn và liên quan môi trường tư. Tại thôn Dây Phạm đã từng xảy ra vụ cháy dây cáp viễn thông gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Đây đã xảy ra 3 vụ cháy. Đấy mà cháy là coi là một là ở cái cột điện ở chỗ cái góc cua phía trước mặt. Đấy, hai là ở trong cái xóm dinh. Đấy, ba nữa là ở chỗ đầu cầu vào. Cháy là gần như các công tơ là không còn sử dụng được và đường dây điện là gần như phải thay lại hết. Đây là hệ thống dây viễn thông của các nhà mạng Internet và cáp truyền hình. Thậm chí, dây điện thoại cố định nay không còn sử dụng, nhưng doanh nghiệp chủ quản không thu hồi. Qua tác động của mưa nắng, một số đoạn đứt gãy, treo lủng lẳng, gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người đi đường và nguy cơ mất an toàn cháy đổ. Ba nhà mạng và bên điện lực về làm việc với cả ủy ban nhân dân xã chúng tôi cùng với các thôn. Thế nhưng mà sau khi làm việc đi khảo sát thực tế, nhưng đến nay tình trạng vẫn nguyên si, chưa có gì thay đổi. Việc chậm di rời các cột điện, dây cáp viễn thông ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, hiệu quả vốn đầu tư các dự án. Do đó, ngành điện cần chủ động tích cực hơn nữa, sớm có các phương án phù hợp nhất theo quy định của pháp luật, đảm bảo trách nhiệm quyền lợi của các bên liên quan. Đối với hệ thống dây viễn thông không thực hiện việc thu gom trên các tuyến đường, tuyến phố, cần phải tiến hành cắt gỡ bỏ tất cả các viễn thông không sử dụng và các không đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cử tri xã Đăng Lễ, huyện Ân Thi kiến nghị về đường DH60 nối từ quốc lộ 38 đi qua địa phận xã sang huyện Kim Động. Trên đường này có đoạn cua lớn nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng nhiều năm nay. Đây là đoạn từ trạm bơm thôn Đặng Xuyên chạy gần đến trụ sở Ủy ban dân xã. Đoạn đường này do độ cua cao nên thường xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhiều năm nay. Đã có tới 5 vụ tai nạn chết người và nhiều vụ tai nạn thương tích, gần đây nhất là vụ tai nạn thương tâm xảy ra cuối tháng 5 năm 2023. Từ 2008 tới đây thì cũng đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn. Đặc biệt là những cái vụ tai nạn mà gây chết người thì cũng phải tầm 5-6 vụ. Đặc biệt vừa qua thì tháng 5 năm 2023 thì đã xảy ra vụ tai nạn chết ngay tại vị trí đây. Nguyên nhân là do đoạn đường này có đoạn cua gấp, các phương tiện qua đây nếu không làm chủ tốc độ sẽ rất dễ bị lao xuống rãnh nước. Thực tế, tất cả các vụ tai nạn giao thông ở đây đều tự nạn khi không kịp giảm tốc độ, nhất là những người ở nơi khác tham gia giao thông qua đoạn đường này. Kiến nghị là các cơ quan chức năng ấy, sau này là sẽ mở rộng cái cung đường này ra cho cung đường nó đỡ gấp. Cái thứ hai nữa là thiết kế cấu tạo đường làm sao nó nghiêng về bên bờ sông, thì là trinh theo bờ sông thì để theo một cái kết cấu làm sao mà nó đảm bảo cái an toàn giao thông, đồng thời là lắp đặt các cái biển báo và gờ giảm tốc để giảm thiểu cái tốc độ. Hiện nay tuyến đường này đang được huyện triển khai thi công sửa chữa và nâng cấp. Từ những vụ tai nạn thương tâm trên, cử tri xã Đặng Lễ kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi và đơn vị thi công có các giải pháp để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm trên địa bàn xã, tạo sự yên tâm cho người dân khi tham gia giao thông qua tuyến đường này. Chuyên mục ý kiến cử tri do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.